Cũng điện hỏi tôi mà điện hỏi mình, nhưng mà mình nói hướng dẫn trên điện thoại qua điện thoại thì nó lâu lắm, cho nên là sẵn dịp mình trả lời các bạn đó, mình quay cái video làm cái video rồi luôn mà không nói liên thiên nữa. Bây giờ mời các bạn cầm điện thoại lên nha, mà phải rồi, các bạn đang xem cái video này chắc đang chắc chắn là đang cầm điện thoại rồi. Và chúng ta sẽ vô CH Play đây. Các bạn lên thanh tìm kiếm, bạn gõ chữ Kinemaster, các bạn gõ cho mình chữ Kinemaster, nó sẽ hiển thị chữ Kinemaster được. Các bạn bấm vô rồi, các bạn cứ cài đặt bình thường nha. Của mình cài đặt sẵn rồi thì nó để là mở được các bạn, còn các bạn mới vô thì nó sẽ có chữ cài đặt, cứ cài đặt bình thường giống như ứng dụng khác thôi. Rồi giờ mình trở ra, mình sẽ vô cái nhập vô cái ứng dụng Kinemaster. Đây đây ứng dụng này nè các bạn, nó có biểu tượng chữ K này các bạn, không vô rồi. Sau khi bấm vô thì nó quay màn hình nằm ngang, bị nó làm ở chế độ màn hình 16:9 các bạn. Rồi chúng ta sau khi các bạn bấm vô thì nó chưa có những khung hình như thế này đâu các bạn nha. Có mình tại mình tạo nhiều rồi thì mình nó có ở đây nè, còn các bạn mới vô thì nó không có. Bạn bắt đầu tạo mới thì bạn còn muốn làm cái video mới thì bạn ở đây nó có ba cái ô mà màu đỏ nè, mà ô to này các bạn, ô lớn nè. Bấm vô nó cho mình ba lựa chọn. Thứ nhất là 16:9 nè, tỷ lệ, một cái này là tỷ lệ màn hình các bạn, ở đây là 9:16. Tỷ lệ 16:9 là chỉ dạy lệ màn hình nằm ngang, còn 9:16 này là tỷ lệ mình cầm điện thoại đứng đó các bạn. Rồi cái này là tỷ lệ bằng một là tỷ lệ hình vuông, cho nên là chúng ta có thể là chỉ chọn hai cái này thôi, còn cái 16:9 như 9:16 thôi, còn tỷ lệ bằng một này là đa số là cái định dạng của video của bên Facebook của các bạn. Rồi các bạn chụp hình, mà nếu mà bạn chụp hình điện thoại đứng á, bạn chỉ chọn cái 9:16 nè, còn chụp hình điện thoại nằm ngang hoặc là video mà chuyển sang màn hình được á, thì nó sẽ bạn chọn cái 16:9 này cho tôi nha. Rồi bây giờ tôi hướng dẫn cho các bạn, tôi chọn cái 16:9 nha các bạn. Bạn chọn 16:9 nè. Rồi bấm vô 16:9. Rồi bây giờ nó sẽ hiển thị ra một cái giao diện như thế này nha các bạn. Ở đây nó có rất nhiều chức năng, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng chức năng ở trên này nha các bạn, chú ý nha các bạn. Đó, chỗ chắc các bạn thấy con chỗ mình chỉ mà ha, đây là chỗ mình thêm ảnh nè, ở đây là mình thêm lớp ảnh nè, thêm ứng dụng, thêm hiệu ứng rồi nè ha, rồi thêm chữ rồi ở đây, còn ở đây là mình thêm nhạc, còn ở dưới này thì mình ghi âm trong lúc mình chỉnh sửa video đó các bạn. Ở đây là chỗ mình để mình tải hiệu ứng gì nè, còn ở đây là mình sẽ cái biểu tượng mà play này ha, lúc mình chỉnh sửa video mình bấm cho nó chạy đó các bạn. Còn cái mũi tên ở trên này là để mình thoát cho ra nha, ra thử nè. Đó rồi bây giờ ra thử cho bạn coi, xong bấm vô đây lại, rồi là mình làm các bạn bấm vô 16:9. Rồi xong chúng ta sẽ chọn vô đây, chọn cái mục có giống như biểu tượng phim gì nè, đó trên này bấm vô nó sẽ sổ ra một cái cửa sổ để chúng ta chọn ảnh. Tùy các bạn tệp ảnh của bạn nằm ở vị trí nào các bạn lựa chọn nha. Còn mình sẽ vô mình hướng dẫn cho bạn mình lựa chọn cái ảnh này nè, để em nó gửi cho mình cái một số ảnh để làm cái video. Rồi mình chọn vài ảnh cho các bạn nha, mình cứ bấm chọn, mình bấm vô là mình chọn đó, bấm một cái nào thì nó chọn cái đó đó, đó đây 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 mình chọn 5-6 ảnh gì đi. Sau khi mình chọn xong thì các bạn nhớ bấm dấu tích nhớ cho bạn nha, tức là mình chọn mục nào xong mình sẽ bấm dấu tích như vậy đó, giống như dấu chữ V đó, để nó trở chọn lại màn nó hình mình sẽ làm việc xuất ra tiếp vào tục. màn hình mình làm việc nha. Đây đó, mình kéo lên cái xuống này, mình để cái tay cái đường video này mình kéo lên xuống, nó sẽ chạy vậy. Rồi mình muốn cho nó chạy thử lên, nó chạy thế này đó, mình được video vậy rồi cho nó phát từ đầu nè. Đây để ở mé mé này nè các bạn nè, chỗ này nè, chỗ này là có nghĩa là mình bấm xạ, mình bấm cho nó phóng tới phát từ đầu, bấm nó lui rồi phía sau đuôi video đó, bấm rồi giờ mình bấm từ đầu phát lại nè, phát cho nó chạy video nè. Mặc định màn hình đó là nó sẽ phóng lớn phóng nhỏ các bạn, từ đầu hình thì nó sẽ khác, nó bị to dần vậy đó các bạn, thấy không đó, nó sẽ to dần như vậy. Rồi mình muốn để cho nó to dần mặc định cũng được, không thôi là nó, có khi là nó ảnh không có chính xác, cho nên là
là ví dụ ảnh đứng này hồi nó soi xuống mông người ta khó coi lắm, cho nên là chỗ nào mình cần chỉnh sửa mình chỉnh sửa, trước hết mình chỉnh sửa ảnh mỗi một khung hay là một ảnh nè, mình bấm vô là sẽ nổi màu vàng lên, đó là để cửa sổ mình làm việc đó. Đó nó sẽ như vậy. Bây giờ mình thấy vậy chưa được, nó mình có bấm vô cái dấu này nữa các bạn. Đây, bấm vô chọn vô ảnh đây nha, nó sẽ hiển thị ra một cái cửa sổ giống như vậy. Ở đây là có cái yếu từ cái kéo này để mình cắt nè, ở đây là chỗ mình phóng lớp phóng nhỏ nè, ở đây là mình chỗ mình xoay hình nè các bạn. Đó cái này. Còn ở đây thêm lớp phủ, ở đây bộ lọc gì ảnh gì chỉnh độ sáng tùm lum hết, rất là nhiều các bạn. Các bạn từ từ khám phá, tôi hướng dẫn sơ sơ các bạn thôi. Rồi ở mé bên này thì có cái thao tác này nè, ở trên này nè, là để mình trở lại cái thao tác mình làm đã sai. Đó, mình trở lại nó sẽ trở lại như cũ này thôi. Rồi ví dụ còn cái này mình nó thao tác mình vừa chọn xong. Còn cái biểu tượng này hang là để mình chụp lại cái hình mình đã chỉnh sửa đó, còn chụp lại có khi mình gắn băng bản rồi mình chụp chỉnh sửa lại cái hình đó. Còn ở đây là mình xóa. Ví dụ mình bây giờ mình nhấn cái đây. Nó không nhấn thành mất cái đó, nhấn đây nó sẽ sổ ra một cái cửa sổ giống vậy, cái đó mình xóa nè. Đó, thấy không? Rồi, mình muốn trở lại cái hình đó mình bấm trở lại vậy là nó sẽ ra là vậy các bạn nha. Rồi bây giờ ở chỗ này nè, cái biểu tượng này nè là chỗ cài đặt chung của âm thanh. Chúng ta sẽ có âm thanh lớn dần hoặc là nhỏ dần, lớn dần ở đầu video và nhỏ dần ở cái cuối video. Nếu mà chúng ta để nó to đùng cái một quá thì sẽ bắt đầu cái một sẽ giật mình, nghe rất là giật mình, rất khó chịu. Nhưng mà tốt hơn hết chúng ta cứ để nó mặc định đi các bạn nha, không cần cài đặt tới nó. Giờ mình hướng dẫn các bạn sơ sơ để làm được cái video để đăng cho vui nha. Rồi bắt đầu mình vô mình chỉnh sửa mấy cái này. Ví dụ ảnh này nó ở xa quá, mình bấm vô đây nha. Mình bấm vô cái biểu tượng này nè. Đây, đó, bấm vô đây nó sẽ nổi màu vàng lên, chọn cái nào là nó sẽ nổi màu vàng lên cái khung đó đó các bạn. Rồi mình bấm vô đây nè, đó, vô cái dấu này nè ha. Sẽ phóng lớn phóng nhỏ với dấu. Đó mình để hai ngón tay vô, để hai ngón tay vô ngay cái khung hình nè. Đó mình thu nhỏ vô hay là làm cho nó lớn ra. Đó. Đây, mình làm cho nó lớn ra một tí. Ha. Cái màu vàng ở cái màu đỏ này, cái khung màu đỏ này ở trên đầu là ở phía đầu video các bạn. Còn cái khung ở dưới này là cái khung ở phía cuối của video của tấm ảnh đó nè ha. Nó mình đầu mình để vậy là mình muốn ở phía dưới nó là thấy không? Ở phía dưới này nó đã mất cái mặt của người ta. Cho nên mình nắm bỏ hai tay ở đây mình chỉnh nó ra to thôi. Đó, lớn là gì đó. Là mình sẽ được thể hiểu video đều đặn hơn, đó, thấy không? Đây sẽ phóng to ra đó, chạy cho bạn thử vậy đó. Còn nếu mà không thì bạn muốn cho nó bằng nhau thì nó không có hiệu ứng gì, bạn bấm vô đây nó bạn ở đây nè, nó có với bạn ở giữa đó các bạn, giữa hai cái biểu tượng này có với bạn, giữa bạn bấm cho bạn vô là nó sẽ bằng nhau luôn, là mùa tức mùa nó không có hiệu ứng chạy giống vậy, cho nên mình sửa lại đây, mình vô sửa lại cho nó chạy cho nó có đẹp đi, nó là hình. Còn nếu mà là video thì cho nó bằng nhau cũng được, để nó có hiệu ứng chạy giống như cái hình mình hình sống động hơn đó. Cái này thì được rồi, cái này cũng được rồi, cái này chưa được. Mình làm nhanh nhanh thôi nha các bạn, làm nhanh qua cho các bạn tham khảo thôi, hướng dẫn các bạn sơ sơ, bạn có thời gian nghiên cứu nhiều vô nha, nghiên cứu vô làm đẹp lắm. Rồi ảnh nó tết đây. Rồi cái này cũng được rồi, nó sơ sơ vậy thôi. Đó, giờ mình cho anh chạy thử, hiệu ứng nó vậy đó, thấy không? Đó. Hiệu ứng chạy gì như vậy cũng được rồi, nhưng mà nè, còn cái này nếu mà cho nó nhảy cái từ ảnh này qua ảnh này cái đùng gì rất là khó coi. Cho nên mình phải bấm vô cái chỗ màu trắng này giữa nối giữa hai cái ảnh này các bạn. Nối giữa hai video, nếu mà các bạn hai bên là hai cái video thì cũng có cái đầu nối hai video riêng biệt các bạn. Cũng có cái đầu nối giống vậy, cho nên là mình phải bấm vô đây, đó, bấm vô cái này, rồi nó sẽ sổ ra một cái số biểu tượng nè, nó một cái hiệu ứng, đúng rồi, cái hiệu ứng. Mình chọn một cái số hiệu ứng này, nó có rất nhiều hiệu ứng đây, đấy, hiệu ứng trái tim nè, nó mình để vô là nó mở trái tim ra mới có hình khác, hoặc là hiệu ứng thế này, nó phóng ra nó lồng cái hình kia vô, còn rất nhiều hiệu ứng các bạn nha, bạn nghiên cứu. Mà mặc định của mình tải về, mới tải về là nó chỉ có 4-5 cái hiệu ứng thôi. Đây, vô lại. Đây mình chọn
cái bên này nữa nè, cũng phải để hiệu ứng cho nữa. Tất cả những cái này hiệu ứng chuyển cảnh đó các bạn, cái này kêu hiệu ứng chuyển cảnh đúng rồi. Rồi mình sẽ bấm vô đây. Đó, hiệu ứng trái tim. Bay trái tim ra đó thấy không? Từ đưa trái tim luôn. Đây mình cái chọn hiệu ứng khác. Ví dụ như cái hiệu ứng này. Đây. Nó lập lại rất là nhiều ảnh. Đó, đây mình cũng chọn một cái hiệu ứng khác nữa đi. Hiệu ứng của các bạn mới lúc mới tải về nó chỉ có coi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hiệu ứng thôi. Còn tất cả những hiệu ứng phía dưới này là chúng ta sẽ tải về. Đó, hiệu ứng này thấy không? Rất là đẹp. Đó. Mà nếu mà các bạn muốn tải về các bạn kéo lên hết nè, cái này mình của bạn có mấy cái mình kéo, bạn kéo lên hết nó sẽ hiển thị khác ra rồi. Đây. Mình kéo lên hết nha các bạn. Kéo lên hết như vậy. Kéo lên hết vậy nè, nó có hiện biểu hiện cái nhận thêm này nè, chỗ nhận thêm này nè, phải không? Biểu tượng giống cái nhà đó bạn. Bấm vô đây. Nó hiện xị ra một nhóc ở đây nè, thấy không? Rất là nhiều. Đó, rất là nhiều. Bạn muốn thích cái nào bạn tải về cái đó. Đây. Đó, nhiều lắm thấy không? Ví dụ mình tải về cái hiệu ứng này đi. Nè, ở đây mình có thể mình bấm cho nó coi thử cái hiệu ứng chạy ra làm sao đó. Đó. Chuyển cảnh sau đó nó chuyển cảnh đó là chốt các bạn. Rồi bạn cần tải về thì bạn cài đặt đấy, đây cài đặt nè. Đã cài đặt rồi thì nó xong rồi đó. Rồi giờ các bạn tự chọn nha, mình chọn tốc hành làm video cho nó ngắn, các bạn khỏi ngắn. Đây chọn sơ sơ làm tốc hành, bạn có thời gian bạn nghiên cứu rất là hay các bạn ơi, làm video cho nó vui, đang chia sẻ cho mọi người cho nó vui. Xong rồi đó, bây giờ mình play lại video xem có ổn rồi đó, thấy không? Nó có hiệu ứng chạy trái tim. Rồi cái ảnh này qua có tùm lum như thế không bạn? Rồi vậy là thấy cũng được rồi. Mà bây giờ chỉ có như vậy không thì nó đâu có đẹp. Với lại mình còn để văn bản như để chữ vô nữa. Ví dụ để tiêu đề hay là để tên đồ gì đó. Hay là tên bài nhạc đó các bạn. Bây giờ để mình làm được có văn bản thì mình bấm vô cái này nè, biểu tượng lớp này nè các bạn. Chữ lớp này nè, đây bấm vô đây. Bấm vô đây nó sẽ sổi ra như vậy. Bấm sổi ra như vậy thì nó có rất là nhiều mục con này ha. Ở đây ở trên này là thêm mình thêm lớp nè. Đó. Rồi cái mục thứ hai, thứ ba này là cái hiệu ứng của nó. Rồi mình quan tâm vô cái chữ, muốn để chữ vô thì mình quan tâm vô cái chữ T nè đó. Nó sẽ sổ ra một cái chỗ mình để mình đánh chữ. Đây em gái tên là Trần Kim Lệ, mình bấm vô. Nó đăng bản thì ai cũng biết ha. Rồi bấm OK, rồi mình chọn xong rồi đó. Đây chữ nó hiển thị ra nhỏ xíu đó các bạn thấy không? Bạn có thể để tay vô chữ này, mình zoom lên zoom xuống nè. Cái chỗ hiển thị của văn bản đó các bạn là chỗ màu vàng này các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta muốn thay đổi phông chữ, chúng ta sẽ nhấp chuột lên cái chỗ biểu tượng nè, biểu tượng A lớn A nhỏ nè, chọn ở đây để mình chọn phông chữ. Đây có rất nhiều phông chữ nha các bạn lựa chọn, tìm hiểu lựa chọn nè, tôi sẽ chọn phông chữ này. Đó, sau khi để chọn phông chữ khác nó thấy đẹp hơn ha. Rồi xong thì các bạn chữ mặc định của nó là sẽ là màu trắng, cho nên là các bạn muốn thay đổi màu chữ nha các bạn. Đây ở đây nè, nó có cái ô tròn tròn này nè, ô tròn màu trắng này các bạn, bấm vô cái ô tròn này luôn. Đó, nó sổ ra một cái bảng màu như thế này, tùy bạn chọn màu nào thì màu. Tôi chọn màu xanh xanh đỏ đỏ đi cho em nhỏ nó mừng. Đó là chữ màu xanh thấy các bạn. Rồi xong phía dưới này, đây bạn kéo lên nó sẽ có cái, ở đây là cái bóng của chữ nè. Đó, màu mặc định của nó là màu đen. Bóng đây này, cái bóng của nó là màu đen, mặc định nó màu đen. Bây giờ mình muốn thay đổi bóng, mình bấm vô đó rồi xong mình chọn bóng màu. Bây giờ mình chọn coi đây, mình sẽ chọn cho nó màu đỏ đi. Đó, đó thấy không, nó có gì màu đỏ bạn thấy chưa. Rồi mấy cái rực rỡ bạn bấm lên, cái này bạn bấm lên coi có nó đẹp thì mình để lại. Còn cái dưới này là màu nền nè, mình bấm này lên là nó sẽ hiện thị nền nè. Mình mở này lên nó cái nền này, có cái nền này cũng chọn được nền nhưng mà bỏ cái nền này lên nó xấu lắm, mình tắt nó đi. Đó, nhìn nó đẹp hơn. Rồi bạn có thể bấm cái vô đây mà di chuyển tới lui được nha. Bạn muốn để cái văn bản này ở vị trí nào hay là to nhỏ thì bạn bấm đây nè, nó kéo nhỏ xíu luôn rồi kéo qua chọc bá luôn thấy không. Đó rồi bạn còn ở trên cái mũi tên
dòng chơi này nè, bạn để ở đây thì bạn kéo vào quay nó đứng chỗ này cũng được, chỗ này cũng được. Đó, muốn xéo, muốn ngang, muốn ngửa hay gì đó tùy các bạn. Rồi sau khi mình chọn xong mình bấm dấu cái chữ V nè bạn. Đó, mình chọn cái mục nào xong mình nghĩ mình bấm chữ V là mình dấu tích nè. Bấm vô, nó sẽ được như vậy. Đó, là được như vậy đó. Nhưng mà các bạn biết không, là bây giờ tự nhiên cái chữ nó xuất hiện đột ngột và nó biến mất đột ngột, nó không có đẹp, cho nên là chúng ta sẽ chọn cái hiệu ứng cho nó. Đây, trong hoạt ảnh nè các bạn. Trong hoạt ảnh này có nghĩa là đầu tiên chữ nó sẽ xuất hiện như thế nào. Đó, mình cho chữ, muốn cho chữ nó xuất hiện, nó bắt đầu rõ từ từ, hay là xuất hiện kiểu này, hay là kiểu này, hay là trượt bên phải, trượt bên trái. Đó, trượt lên trượt xuống nè, hoặc là quay theo chiều cái đồng hồ, quay ngược chiều đồng hồ đó. Đó, các bạn tùy vào các bạn chọn. Tôi thì tôi chọn cho nó quay đi, nó chống mặt chơi. Rồi, ở đây số dưới này các bạn thấy không, là cái thời gian để nó hiệu ứng nó sẽ tạo ra. Nó quay, bây giờ nó quay nhanh rồi chậm nè. Đó, quay chậm là thấy không. Nhưng mà mặc định của nó là số 1, mình muốn bạn muốn tùy cho nó chậm nhanh này tùy bạn. Rồi như vậy là đã xong, xuất hiện, bắt đầu xuất hiện chữ lên nó sẽ quay như vậy nè, đó. Rồi nhưng mà tới chữ kết thúc cái chữ này hang lại thì lại nó cũng mất đột ngột, không có đẹp, cho nên mình phải bấm vô đây. Chỗ mà ở dưới nè bạn nè, thấy không? Đây. Trong hoạt ảnh đó các bạn. Cái hoạt ảnh số lớp nè. Đó, bấm vô đây. Bạn cũng chọn giống như nãy vậy đó, chọn cái nào tùy bạn, chọn cái hiệu ứng nào cho đẹp. Mình bấm cho nó giảm tỷ lệ đi, đó, nó nhỏ dần, nhỏ vô nó mất luôn, vậy đó. Rồi, xong chọn xong bấm vô tích. Nó bây giờ thì văn bản chúng ta sẽ đựng vậy. Đó, rồi chúng ta muốn thêm, nếu mà muốn thêm văn bản nữa thì thêm, ví dụ bấm ở đây, bạn chúng muốn có xuất hiện văn bản ở đâu thì mình bấm văn bản đó. Rồi bấm chọn cái đây. Mình chọn chữ, chọn chữ văn bản, ví dụ như bấm tệ tựa đề vậy đó, tình yêu không có lỗi gì nè, mình bấm nhạc là thì biết đi nhạc. Thì mất là xấu, làm đi đánh nhạc đó các bạn, tới chừng sẽ xây sung sung vô. Trời ơi, remix cho tôi đi, cái cổ cũng muốn remix đó các bạn. Đó, rồi mình cũng làm cái gan vậy đó, để mình lựa chọn con chữ nè, rồi lựa chọn màu cho nó, để màu đỏ đi cho nó ngầu đó. Chọn cái viền tùy mình, không chọn cái viền cũng được, mình chọn viền màu trắng cho chữ nó nổi lên chút đó, thấy chưa. Xong này, đây mình có xoay qua xoay lại nè, nó xoay chữ ngược lại nó thấy không, nó tùm lum nhân, cái này mình xoay nằm ngửa lên nè, xoay đứng nè, nó tùm lum nhân nó thấy không. Đây nó bình thường lại đó. Rồi bấm vô thích xong. Nhưng mà chữ này nó xuất hiện đột ngột này, cho nên là mình cho nó cái sự xuất hiện của nó mượt mà một tí. Bấm vô trong hoạt ảnh đó, mờ dần, hay là cái này cho nó không to đi, tăng tỷ lệ đây đó, trong phần ra. Rồi xong mình chọn thêm cái trong cái ảnh số lớp mình nữa, giảm tỷ lệ lại cho nó nhỏ lại đó, lúc nó mất nó nhị đó. Rồi bấm vô thích. Nhưng mà ví dụ ở đây này ha các bạn, chữ gì nè, bấm vô nó xuất hiện xong có nó nằm yên đó, thấy cũng không có được, coi không được đẹp. Chúng ta sẽ có cái phương án là như thế này, bạn bấm vô bạn chọn cái nào, bạn bấm vô ngay cái đó nha, là nó sẽ ra như vậy. Bấm chọn cái nào đó, ví dụ bạn chọn cái video hay là chọn cái ảnh hay là chọn cái chữ gì đó, bạn bấm vô ngay đó nó sẽ sổ ra như vậy. Đầu cái gì nè, hoặc ảnh tổng thể nè, đó vô đây nè, thấy không, thấy không, ở dưới nè, ảnh tổng thể đó, bạn bấm vô là nó đứng yên nè ha. Đầu bạn bấm cho nó lúc mà xuất hiện chữ nó nhấp nháy nè, hoặc là nó chớp chớp gì đó, là rung, hay là nó kiểu này nó nhảy lung đó. Đó, cái này phun nè, ngoài phun rồi chuông nè, cái này cũng đẹp đẹp nè, đó, nó chạy vòng vòng người mà theo đó. Rồi ok, thấy đồng ý mình bấm chữ thích, thấy đẹp mình bấm chữ thích đó, nó chạy vòng vòng vậy đó, tính nó người mất đó, thấy không. Rồi cái chữ này cũng vậy, mình cho nó chớp đi, thì mic mà cho nó phải chớp, cho nó loạn xả lên mới ngầu
đó. Rồi bây giờ chữ, ví dụ chữ mình bạn muốn để hết video nữa bắn chữ rồi. Cái nào cũng mắc bánh chữ thì nó lâu lắm, cho nên mình có thể kéo nó nè, nó kéo chữ nè, bấm vô cái này mình kéo tới cái lui, kéo hết video luôn, ví dụ vậy đi. Bạn muốn để tới đâu bạn kéo tới đó. Đó. Hay là chữ này mình muốn ở dưới này đi cho nó đẹp, để nó che mắt mất mặt người ta sao coi. Đó. Vậy. Ví dụ chữ này nó chuông ở khúc này chắc được rồi đó. À để lên đây. Cho nó lại nhỏ lại tí đi. Đó. Bây giờ ví dụ chữ này nó mới đây nó xuất hiện ra được coi không đẹp. Bây giờ mình bấm mình kéo vô một chút. Bấm đè mạnh thì các bạn đè mạnh thì di chuyển tới lui nha. Bấm nè. Bấm dính vô luôn, bạn kéo qua kéo lại được. Tay mình ướt quá đó, bấm dính vô luôn mình kéo qua kéo lại. Đâu rồi? Còn mình bấm cho nó nổi màu vàng lên hai đầu là mình kéo dài ra nè, thấy không? Đây mình kéo cho thụt ký vô đó. Đó là lúc mình play video một hồi nó mới thấy chữ xuất hiện đó, vậy đó, thấy không? Đó như vậy thấy là chữ là ổn rồi đó nha. Sơ thôi, có rất nhiều cái khác các bạn cứ áp dụng vậy nha. Xong bây giờ chỉ có video không mà không có nhạc thì đâu có nghe được các bạn, phải cho nó miếng nhạc cho nó vui vui. Đây giờ cái này không phải. Để mình thêm được nhạc thì mình phải thể nhấn vào đây nè, nó cái biểu tượng cái nút nhạc các bạn, nhấn vô nó sẽ sổ ra một cái cửa sổ như vậy để mình chọn nhạc, chọn file của nhạc đó. Bạn muốn để cái gì vô thì bạn để nha. Bây giờ mình chọn một cái nhạc nào đại đại đi, chủ yếu là để bạn nghe được. Chọn ở đây mình chọn vô là nó mình bấm vô thì nó nổi màu đỏ lên nha, nó có một cái dấu cộng với cái biểu tượng play nè, là mình này nếu mình bấm thêm dấu cộng là mình thêm vô, còn mình bấm play có nghĩa là chờ mình nghe thử đó. Mình bấm dấu cộng để thêm vô nha các bạn, nó sẽ xuất hiện ở đây đó, cái dãy màu xanh nè, xong mình bấm vô tích chọn nữa đó, vậy là có rồi đó các bạn. Giờ mình bấm nghe thử. Có chữ ở đây, có nhạc rồi đó. Rồi bây giờ bạn muốn bấm, muốn cắt bỏ hay là muốn gì thì bạn bấm ở đây nè. Cắt bỏ video cũng gì nè, bạn bấm lên video nè. Là nó sẽ có gì nè. Bạn muốn cắt bỏ thì bạn bấm vô cái kéo này nè, thấy không? Nè, có cắt bên trái, cắt bên phải, rồi cắt giữa này ha các bạn ha. Rồi. Còn bạn muốn cắt nhạc cũng vậy, bạn bấm vô nhạc. Nè, cái biểu tượng cái lo này bạn lên ra xuống ra nè. Là mất luôn nè, bây giờ tôi xuống ra nè, là mất luôn nè. Không có tiếng. Đó, thấy chưa? Đây, nhạc lớn quá mình, nhạc nhỏ quá mình kéo lớn lên, còn nhạc lớn quá mình kéo nhỏ xuống, tùy các bạn nha. Nó mình làm gì các bạn coi đây, thôi vậy đó. Xong bấm thích. Đó thấy không? Mình coi đây khúc đầu coi nó không có nhạc nè. Nhạc nó còn nhỏ, mình cắt bỏ khúc đầu đi để mình sẽ cắt bỏ khúc này. Đó, bấm vô đây, nó nổi màu vàng lên, kéo lên, để giống như cái dãy bên này nè. Dính vô cái kéo liền. Đó, ở trên nó có 3 mục này ha, trên là cắt sang bên trái, cắt bỏ vào bên trái này ha. Ở giữa là cắt bỏ vào bên phải. Còn ở cuối cùng này ha, là chúng ta sẽ cắt phân đôi cái đoạn nhạc này ra nè. Ví dụ mình cần phân đôi mình kéo ra để sau đó có nói chung là tới chừng công dụng nó bạn từ từ nghiên cứu. Bây giờ mình chỉ cắt bỏ cái bên này thôi. Đây, cắt sang bên trái này, cái đầu nó bỏ rồi là kêu sứ chảm đó, rồi bây giờ nó ở đây thì khúc này nó đâu có nhạc cho nên mình phải đè vô cái này nè, đè vô cái biểu tượng nhạc này đó, mình kéo lên trên tới cái đầu video lại rồi. Bây giờ âm thanh rồi có nhạc cái gì đầy đủ hết trơn, ổn rồi, dấu ổn mình xuất file nha. Ở mấy bên này nè, nó ở bên này bạn thấy không, có cái biểu tượng này nè, biểu tượng chia sẻ nè, bấm vô đây một cái đó, nó sổ ra như vậy, nó có một cái cửa sổ để mình làm việc như vậy. Ở đây nó ở mé bên tay trái thì nó là chất lượng này ha, chất lượng video là định dạng rồi. Mình bạn không nên chọn cái chất lượng cao quá, chất lượng ở HD 1080 hoặc là 720 thôi cho nó vừa đủ để xem rồi xuất file cho nó mau. Bạn nên chọn hai cái này, bạn chọn càng ấy thì càng cao, chất lượng càng cao thì nó xuất file càng lâu.
cho nên tôi chọn 1080 thôi. 1080 là full cũng được HD rồi đó các bạn, hoặc là cũng 1080 được full HD rồi. Còn mình chọn xuất file ra, bấm vô export nữa các bạn. Đây cái này nè, bấm vô xong sẽ chờ nó xuất ra thôi. Đó, trong lúc mình xuất file mình đừng có tắt màn hình các bạn nha, tắt màn hình thì nó không làm việc được đâu. Đợi nó xuất xong hết tắt màn hình, đợi chút xíu. Cái này cái thời lượng xuất này ăn thua cái dung lượng, cái gam của điện thoại của các bạn nữa. Rồi cũng là tùy theo độ dài của video và chất lượng của video nữa, nhanh hay chậm là tùy hai cái yếu tố đó đó các bạn. Rồi bây giờ xong rồi đó, giờ chúng ta sẽ mở thử thôi. Đây mở lên nghe thử coi sản phẩm. Đây mở, đây mở cho các bạn rồi. Đây rồi nghe chứ các bạn. Đó video của chúng ta thì ổn nè, chạy với nè ha, chốt chữ chạy vòng vòng chữ nè, ổn rồi nghe các bạn nha. Mày dễ, bạn nhớ đăng ký kênh giùm mình nha các bạn nha. Kênh hãy còn động lực nha các bạn. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nữa các bạn nha. Nếu có điều gì thắc mắc các bạn để lại bình luận ở dưới cho mình nha. Để coi mình